chỉ cần mình sống lý trí mình sống thẳng tính mình sống đúng làm đâu là đúng đó mi mới vừa làm một cái video là làm đúng thì chúng ta cũng tạo được phước phước lành đó mi gặp được vài người là trong cuộc đời của họ họ không hề biết làm phước nhưng mà cái thuận cảnh đó, đến với họ vào cái giai đoạn trung niên đó, là họ làm ăn phát đạt lên mà họ không biết tính toán đâu không biết tính toán thì my mới ngẫm lại trong cái cuộc đời của họ là my thấy nhiều lần họ đưa ra những cái quyết định rất là hợp lý chính xác ví dụ có những lúc đó là họ binh cái người này đó mặc dù bao nhiêu người là chống lại cái người này nói là người này không tốt người này sai nhưng mà họ lại nhìn thấy được là người này trong cái trường hợp đó cái hoàn cảnh đó người này không sai và mặc dù có bao nhiêu người chống lại chỉ trích cái người này nhưng mà họ lại một mình họ họ đương đầu họ bảo vệ cái người này họ nói là không cái người này làm như vậy là không sai trong cái trường hợp này là không sai đừng có nói như vậy chỉ một cái sự mà ra mặt để biện minh và bảo vệ cái cái điều đúng này thôi và người này làm liên tục liên tục những cái chuyện như thế có nghĩa là làm đâu là đúng đó cư xử cái gì là đúng cái đó giúp người nào á là giúp đúng cái chuyện ví dụ là giúp sai chuyện là họ người này chắc chắn quyết quyết là à, cái chuyện đó là sai không nên làm như thế là người này sẽ nói thẳng với cái người kia là như vậy là làm như thế là không được sai tao không có giúp mày đó còn có những chuyện là người này giúp giúp đâu là đúng đó thì chính những cái mà quyết định đúng đắn như thế giúp đâu là đúng đó làm đâu là đúng đó tạo cho họ cái âm đức và cái quả báo đến với họ là cái công việc làm ăn của họ thuận lợi suôn sẻ và phát đạt lên từ từ những cái cơ hội mà rất là hời ở đâu mà từ trên trời rơi xuống họ bản thân họ họ cũng không nghĩ là họ được như thế luôn hay như vậy và mới gặp vài người như thế cho nên là mình mới rút ra một cái kinh nghiệm mới là thật sự là chỉ cần chúng ta ứng xử đúng cư xử đúng từng trường hợp từng cái quyết định từng cái lời nói từng cái cử chỉ thái độ của chúng ta đưa ra những cái quyết định mà nó đúng đắn đúng trường hợp đúng người đúng thời điểm đúng chỗ thôi chỉ cần chúng ta làm đúng chúng ta đừng làm sai và chúng ta sống thiên về lý trí để mình giữ cái lý trí của mình cái đầu lạnh của mình để mình nhìn nó được khách quan hơn đó khi mà mình sống cảm tính rồi thì mình bị cái cảm tính nó chi phối mình thì mình sẽ không có cái cách nhìn khách quan không có cái sự sáng suốt để mình đánh giá khách quan mọi vấn đề hoặc là về cá nhân của một người nào đó mình bị cái tình cảm nó che lấp đi rồi thì mình sẽ đánh giá sai rất là dễ sai lầm đánh giá sai về một con người một sự việc và một cái điều gì đó trong cái cuộc sống của mình những cái cơ hội những cái quyết định đó cái cảm tính nó bị bị chi phối bởi cái cảm tính thì chúng ta sẽ không thể làm đúng được đó nhưng mà khi chúng ta gạt cái cảm tính qua một bên để chúng ta lắng tâm lại chúng ta dùng cái lý trí của mình dùng cái kinh nghiệm sống của mình những cái nguyên tắc đó là cái nguyên tắc này nó như thế này nó hợp lý hay không mình sẽ kết hợp với cái cái phán đoán cái nhận xét của mình mà không có cái cảm tính trong đó